Thưa thầy, cho con hỏi cách phát nguyện trở thành vị Phật chánh đẳng giác phải làm thế nào? Việc phát nguyện thành một vị chánh đẳng giác một vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì sẽ trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là phát nguyện trong tâm, tức là mình chỉ có hướng tâm đến quả vị chánh đẳng giác thôi, mình chưa dám nói. Đó là giai đoạn phát nguyện trong tâm. Giai đoạn thứ hai á là phát nguyện thành lời. Đừng có nghĩ là cái chuyện mà thời nay sư xin thưa nha, bây giờ mình phát nguyện thành lời, phát nguyện theo phong trào, chứ không, gọi là rất là hiếm mà sư chưa thấy ai làm được. Đó là gì? Nói được phải làm được. Anh đừng có nghĩ anh phát nguyện thành lời là dễ nha. Tại vì trong cái 10 ba la mật nó có hai cái là quyết định ba la mật và chân thật ba la mật. Và sở dĩ mà một vị Bồ Tát khi mà chứng đắc thành đạo quả chánh đẳng giác có một cái hiệu Như Lai, có nghĩa là ngài nói sao làm vậy mà ngài làm sao ngài nói vậy, là một vị khi phát nguyện thành lời dám mở miệng ra nguyện thành chánh đẳng giác nha, là mình là người ta xin cái gì là mình phải cho đó. Thí dụ người ta tới người ta xin mình con mắt là mình phải tự tay mình móc con mắt ra mình cho, không có lý luận, không có lý luận giữ con mắt này thì còn hoằng pháp lợi sanh nó dễ hơn. Không, bởi vì nếu anh không cho là anh đi ngược với lời nguyện chánh đẳng giác. Mà khi anh đi ngược với lời nguyện chánh đẳng giác thì cái quyết định ba la mật của anh là nó bị hỏng, và cái chân thật ba la mật của anh nó bị hỏng, nó bị hư, nó bị thối. Rồi nếu như mà anh quyết định gọi là anh dám mở miệng anh nguyện chánh đẳng giác nha, anh dám mở miệng anh nguyện chánh đẳng giác, anh phải giữ giới cho tới chết. Cái giới anh giữ á, anh thà chết anh không vi phạm giới. Cư sĩ giữ năm giới chết không vi phạm năm giới, sa di giữ 10 giới chết không vi phạm 10 giới, tỳ kheo giữ 227 giới, bắt truyền 250 giới chết cũng không được vi phạm. Một cái lỗi nhỏ cũng không được vi phạm, bởi vì nếu anh vi phạm thì anh bị hư hỏng cái giới hạnh ba la mật, rồi anh bị hư hỏng cái chân thật ba la mật, anh bị hư hỏng cái quyết định ba la mật, tức là cái ba la mật của anh bị hư hỏng ngay. Thành ra là mình đa phần thời nay, xin nói quý vị buồn chứ, đa phần mình phát nguyện chơi cho vui, chứ mình không thực sự mình là một vị Bồ Tát mà phát nguyện thành lời đó. Thậm chí cái chuyện mình là có phải Bồ Tát phát nguyện trong tâm hay không cũng còn phải xét lại, chứ đừng nói chi đến cái chuyện phát nguyện thành lời. Anh dám mở miệng ra đó là anh ngon lắm á. Tại anh mở miệng ra là người ta thử, người ta khảo là anh phải làm. Thậm chí không thử, không khảo, sư chỉ nói cái chuyện đơn giản nhất là cái giới ba la mật, anh có làm được hay không? Không đơn giản đâu nha. Còn cái chuyện của việc phát nguyện thì quý vị có thể phát nguyện trong tâm ha, phát nguyện trong tâm thì quý vị có thể nguyện trong lòng thôi, hướng về Phật nguyện trong lòng. Nội dung đại loại là con nguyện thành một vị chánh đẳng giác, con mong muốn thành một vị chánh đẳng giác, hoặc chỉ đơn giản là mình có suy nghĩ trong đầu ta muốn trở thành một vị chánh đẳng giác, thì như vậy là mình cũng phát nguyện trong tâm rồi. Tuy nhiên con sư tử con nó chưa phải là con sư tử trưởng thành, nhưng nó phải có đặc điểm của một con sư tử. Ví dụ như lông nó phải giống lông con sư tử, cái thân của nó phải giống thân con sư tử, cái cách sinh hoạt của nó phải giống cách sinh hoạt con sư tử. Cũng vậy, mình là nếu như một vị là Bồ Tát phát nguyện trong tâm, vị đó chưa có khả năng
để mà thành một vị phát nguyện thành lời đó, thì vị đó cũng phải có những đặc điểm gần với vị phát nguyện thành lời, có nghĩa là phải tập. Cái tập khó nhất là gì? Giữ giới. Giữ giới nha. Cư sĩ giữ năm giới, tỳ kheo giữ giới, tỳ kheo sa di giữ giới, sa di giữ giới giùm sư. Chỉ riêng cái vụ này thôi, sư nói là nhiều người rớt lắm. Phát nguyện trong tâm đầu tiên giữ giới. Rồi sau đó là gì? Tập nè, bố thí ba la mật. Tập cho, ai xin cái gì cũng cho, không xin mình cũng cho. Tập bố thí ba la mật. Rồi tập cái gì? Cái xuất gia ba la mật. Mình có chịu đi tu chưa? Hay là mình còn thích ở ngoài đời? Mình có chịu ly dục chưa? Hay là mình còn thích hưởng dục? Đây là một cái đáng để suy ngẫm nha. Mình đã chịu ly dục chưa? Đã phát nguyện thì phải tập ly dục, thậm chí là phải xuất gia. Đó. Thập độ nó có rất là nhiều, mỗi một cái gì mình đều phải thực hành. Chứ không phải là mình nói là phát nguyện cho vui nha. Anh nói được anh phải làm được. Đó. Thì đó là cái cách nha, cách thức. Và mình cũng phải cho nó ra hình ra dáng, chứ đừng có làm theo cái kiểu nguyện thì một đống người nha, cả ngàn người đọc chung một câu nhưng mà làm không ai làm hết trơn, thì sư không gọi đó là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác nha. Thành ra hàng riêu nó khác, mà hàng không phải riêu lắm thì nó nhiều lắm. Xin mời Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, Đại Đức Hành Tuệ nói sư giải rõ cho quý vị hiểu. Nhiều khi quý vị hiểu không có rõ lắm, quý vị nghĩ là ủa sao mà sư Hành Tuệ, ông sư Tuệ Tường này, người ta có lòng, ví dụ người ta có lòng, người ta hỏi về cái quả vị chánh đẳng giác á, mà sao có vẻ nói bằng răng vậy. Nhưng mà thật sự thưa quý vị không phải như vậy. Tại vì quý sư khi mà nói những cái lời chân thật đó là nói với cái lòng thương tưởng, có cái tâm từ tâm bi cho quý vị đó, để quý vị hiểu rõ, ý thức được cái khổ đau ngay trong hiện tại nè, rồi ý thức được cái khổ đau trong sinh tử luân hồi, những cái rủi ro. Bởi vì sao? Bởi vì cái quả vị trên đẳng giác rất là nặng thưa vị, rất là nặng nha. Ở đây quý sư không có bài xích mà quý vị phát nguyện việc đó tới nghiệp. Nếu mà thật sự nha, thật sự có một cái vị nào có một cái tâm mà đại bi mà đại trí, mình cho mình đó có cái đây khả năng đại bi đại trí, mình nguyện và mình cũng có thể thực hành được đó, thì cái đó là điều rất là đáng quý thưa quý vị, rất là đáng quý. Tại vì trong Phật giáo Nam Tông, không chỉ ở Việt Nam, theo sư biết không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước quốc giáo như là Tích Lan, Miến Điện, Thái, vẫn có những vị trưởng lão, những vị thiền sư, những vị pháp sư lỗi lạc, các ngài cũng có nguyện cho đẳng giác thưa quý vị. Nhưng sư mở ngoặc, các ngài thường là các ngài thông thạo, thường nha, sư nói thường các ngài thông thạo pháp học, pháp hành. Chính vì thông thạo, đặc biệt thông thạo pháp hành thưa quý vị, các ngài hiểu rõ, ý thức được cái việc sinh tử thế nào khi mà đưa ra cái lời phát nguyện mà quả vị toàn giác thưa quý vị. Quả vị toàn giác rất là nặng, có nghĩa là quả vị rất là nặng. Vị biết rồi đó, sư hiện tại cũng phân tích phải làm tròn đủ 33 la mật, có nghĩa là 13 la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Ở đây á, trong phần mà nói về ân đức của vị, khi mà nói về ân cái công hạnh của một vị toàn giác và nói là cái yếu tố để mà nguyện phát nguyện thưa quý vị. Phát nguyện ở đây thì nói ba thời luôn đó nha, ba thời luôn á. Trong tâm mà thành lời và khi được thọ ký luôn đó. Thì trong chú giải nó nói rất là rõ, nó nói như đoạn như vậy để cho quý vị hiểu ý thức được để thành tựu pháp hạnh ba la mật nào, bất cứ pháp hạnh, bất cứ cái nghĩa là pháp hạnh ba la mật nào đó. Tại vì quý vị biết mà, muốn làm
Phật toàn giác hay là Bồ Tát mà được thọ ký toàn giác đó, thì phải hoàn thành 30 ba la mật này. Thì Đức Bồ Tát cần phải có đại thiện tâm hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não, nhất là tham ái, ngã mạn, tà kiến, và đồng thời với tâm đại bi. Tâm đại bi rất là quan trọng thưa vị. Tâm đại bi này nếu mà có buổi nói chắc cả buổi luôn đó. Tâm đại bi nè, vì phải tìm hiểu rõ tâm đại bi của một vị bậc bậc toàn giác như thế nào, và cuối cùng là và trí tuệ hướng đến chứng ngộ niết bàn. Trí tuệ hướng đến chứng ngộ niết bàn nghe thưa vị, trí tuệ chưa thế nha, chứ đừng mình nghĩ là trí tuệ là muốn được là ông này bà nọ được được thông minh, không được làm tiến sĩ giáo sư này nọ, nên mình phải hiểu. Này sư cũng xin thú thú thật ngay bản thân sư này, nhân sư nếu mà có ai hỏi là sư tên tôi vậy, sư phát nguyện sao này, sư nói thật rất là thật lòng nha, sư nói là bản thân sư chỉ phát nguyện là càng sớm càng mau càng sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi ấy, càng tốt. Chứ thật sự sư khi mình hiểu được, bản thân sư hiểu được là cái quả vị toàn giác hay là quả vị của Phật độc giác hay là các bậc đệ nhất thiên văn, nhưng ngài Xá Lợi Phất, ngài Bồ Kiền Liên thưa vị, sư còn không dám, thật sự bản thân sư không dám. Còn nếu mà ai nói sư nhát, ai nói sư nhát thì sư chịu, nhưng mà thật sự bản thân sư đây, sư từng thấy khi mà mình hành thiền mình thấy trong từng cái tạch tâm mình, từng hơi thở mình đã thấy cái sự sinh tử, cái sự đau khổ nó trong đó rồi, thì mình bản thân sư đã thật sự là không có dám mình phát nguyện tùy tiện, gọi là tùy tiện phát nguyện quả vị chánh đẳng giác, chỉ mong là mau càng sớm giác ngộ. Đó là bản thân sư nha. Còn nếu mà tùy quý vị, và tùy quý vị thôi. Nhưng mà trước khi kết thúc câu trả lời này á, sư muốn có một cái vấn đề nhắn nhủ quý vị. Tại vì hồi lâu rồi đó, sư có nghe một cái, sư có trao đổi một vị sư đó, thì một vị sư đó hỏi sư gì nè. À, dạ sư cho con hỏi là bây giờ mình phát nguyện chánh đẳng chánh giác đi, rồi không được đó, thì mình thoái chuyển thôi, giống như mình thi đại học á, thì đại học giống như mình thi vô đại học y dược đi, ví dụ đại học y dược không không đậu, mình nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vậy đó. Nhưng mà nghĩ vậy là nghĩ nghĩ là không đúng, khi mà cái tâm quý vị đã có cái sự hời hợt, cái sự không thấu đáo về quả vị chánh đẳng giác à, thì quý vị phát nguyện như vậy đó, giống như là nếu như là thật sự nơi tâm quý vị theo suy nghĩ nha, cái vị mà hỏi sư đó, là mình chưa ý thức được, chưa thật sự chưa ý thức được sinh tử luân hồi, thật sự chưa hiểu được pháp học pháp hành như thế nào, cho nên là ngoài cái việc mà phát nguyện có thể thấu chuyển thì mình đừng có ngộ nhận là thấu chuyển, ở đây là thấu chuyển là mình không bất khả kháng, mình đã làm hết sức rồi, mình làm hết sức rồi, mình không có thể đổi được thì mới nói thấu chuyển. Còn kiểu mình nói là thi thi thôi giờ khả năng mình học lớp 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 mới có 15 16 điểm mà. Mình đang đăng ký thi vô đại học y dược 28 29 điểm, 30 điểm cho nó sang, rồi sau không được cái mình nói nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, thì cái điều đó là coi chừng nhiều khi mình dễ rơi vào cái chính kiến mình có vấn đề. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đi. Nói thì nhiều người họ họ dễ dễ đành đạch, chứ còn nó giống như đa phần là nó là nghe con không có sợ cọp, không phải vì tại vì đối trước mặt con nghe con thì con cọp nó hiền, không mà tại vì con nghe con nó không ý thức được con cọp nó nguy hiểm cỡ nào, cho nên là con nghe con nó không có sợ cọp. Nhiều người họ nguyện chánh đẳng giác thì nguyện rất là mạnh miệng, nhưng mà bởi vì họ không ý thức được cái quả vị chánh đẳng giác và con đường đi đến chánh đẳng giác nó ghê gớm tới cỡ nào. Mà sư thì sư không muốn đưa cho quý vị một cái bánh vẽ về một quả vị cao thượng, thật sự cao thượng nha, chứ không phải là không cao thượng. Nhưng sư không muốn cho quý vị một cái bánh vẽ về một cái lý tưởng vĩ đại
Rồi từ đó đó quý vị đi không nổi, đường luân hồi rất là dài, rồi từ đó mình đi không nổi, sau đó mình bỏ phí rất nhiều thời gian, trong khi đó lẽ ra đó mình đã có thể giải quyết xong cái chuyện sanh tử của mình rồi. Nó giống như là một người, bây giờ mình đang cháy rừng nha, mình đang cháy rừng, thì mình lo mình bơi qua bờ bên kia mà mình bơi không nổi, mình nhờ người ta, chờ người ta đóng cái thuyền rồi người ta đưa mình qua ké, mình còn lên được thuyền thì mình lên đi. Chứ còn sư không muốn là mình kêu gọi người ta thôi, lòng đại bi thì lo mỗi người đóng một cái bè đi rồi mình sẽ chở được nhiều người hơn. Nhưng mà nói như vậy sư e là nhiều người không lượng sức mình, tức là khả năng của họ họ làm không nổi, nhưng mà do kêu gọi, do bị dụ dỗ, do bị nhồi sọ, rồi họ cũng ráng, họ nỗ lực, họ đóng cái bè, đóng nửa chừng, nóng quá chịu không nổi, lửa táp tới nơi rồi chịu không nổi, rốt cuộc thì cũng lên bè người khác thôi, hoặc là mình cũng tự mình bơi qua sông thôi. Nhưng lẽ ra mình không cần phải chịu cái khoảng thời gian lâu dài như vậy, phải chịu khổ như vậy, mình lẽ ra có thể giải quyết xong từ sớm rồi. Cho nên lời khuyên của sư là liệu sức mình, liệu cơm gấp mắm nha. Thì mọi việc nó đều sẽ an lạc với tất cả mọi người. Và với ai ý sau khi ý thức được cái con đường của việc đi đến quả vị chánh đẳng giác và vẫn duy trì và vẫn quyết tâm thực hiện, thì phải nói đó là những con người đáng quý, rất đáng quý và đáng tôn trọng ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.